Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phan.tu.com. Video này tôi test thử cái trò game tôi mới làm mà. Trò game này có tên là Deep Fly. Thì chiếc máy bay nó sẽ bay xuyên qua những cái vòng tròn ha. Thì tôi mới làm những cái vòng đơn giản thôi chứ chưa thêm những cái những đối tượng phức tạp như là xuất hiện đột nhiên các bạn. Thì trước tiên thì thường làm game đơn giản trước ha. Dựng cái sườn á, cái sườn giống như cái xương sống chúng ta dựng cho nó hay hay không thì phụ thuộc vô cái yếu tố này. Rồi sau đó chúng ta sẽ thêm những cái kẻ thù sau, thêm nhiều kẻ thù nữa thì nó sẽ hay hơn nữa. Rồi ta test thử cho bạn xem nè. Ôi, mới vô mà gặp cảnh khó rồi. Tôi chơi lại đi ha. Cái dòng xây thường tôi để cảnh cuối mà nó xuất hiện ở đầu tiên. Ok, thấy chứ chơi cũng khó, không phải dễ đâu mà. Tại nãy tôi chơi thử vài lần á, tôi quen á. Ok. Anh thấy chưa? Ấy. Chúng ta sẽ điều khiển trái phải lên xuống ha. Điều khiển trái phải lên xuống để ăn những cái viên đồng tiền màu xanh lá cây. Này giống như một chiếc máy bay vậy mà. Đó, ok ha. Cái vòng xây là hiện tại trong cái game tôi đang làm đơn giản là nó khó nhất để nó xây. Bạn muốn nó khó nữa thì bạn tăng cái tốc độ lên. Các bạn tăng tốc độ lên. Ok ha. Ok. Rồi tôi test thử cái trò game một lượt chơi nữa thử các bạn. Tôi làm khoảng 7-8 cái vòng chơi á. 7-8. Cái xây dòng đó bạn muốn cho khó thì bạn cho tăng tốc độ lên là tự động nó khó à. Tôi ăn được 9 điểm rồi các bạn thấy chưa? 9-9-12 điểm thấy chưa? Tôi coi tôi được bao nhiêu điểm nha. Thấy chứ, ban đầu chơi nó thao tác chưa quen bạn. Cái người chơi người ta sẽ vuốt trên màn hình điện thoại á, vuốt trái phải lên xuống. Rồi để tôi tập trung được. Cái vòng này nó khó lắm bạn. Tôi tập trung chơi thử coi tôi được bao nhiêu điểm, mà không thì ta né qua cũng được. Tôi tập trung tôi chơi thử được bao nhiêu điểm rồi tôi kết thúc video này. Ôi da, thôi tôi kết thúc các bạn, chơi được khoảng 10 mấy điểm à. Rồi tôi là Tú Phan, đã dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.